Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer. Hôm nay mình giới thiệu anh em một con game mobile phiêu lưu cũng như là sưu tập thú, sưu tập waifu, chen bed giống như là Pokemon ấy. Mà ngoài ra thì nó gacha nữa, gacha nhân vật waifu, những nhân vật anime rất là đẹp ha. Waifu các kiểu giống như anh em xem trên cái thumb của mình đó, thì đó, một trong những nhân vật đẹp nhất, nhân vật tai mèo. Rồi còn body đẹp, rồi đường cong các kiểu thứ rất là cute. Anh em nào thích thì có thể chơi thử. Thì phiên bản game này nó có giá là 6.000 đồng. Và nếu như anh em không có điều kiện mua thì anh em có thể lên web của mình tải ha. Có cả mod và không mod cho anh em chơi. Thì anh em thấy là đây là nhân vật chúng ta trong game này khá là đẹp ha. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào trong đây và mình vừa đánh quái cũng như là mình vừa bắt thú. Anh em thấy là game này thiết kế thú đẹp không? Nếu mà nói thật ra thì nó là lối chơi, nó cũng giống như là Pokemon. Tại sao mình nhắc Pokemon? Tại vì trong Pokemon nó là huyền thoại của dòng game này. Còn hình ảnh của nó thì nó sẽ hơi giống với lại Nexomon hơn ha, Nexomon hơn chút. Cho anh em lên cho tích âm thanh cho anh em nó sống động. Mình sẽ attack nè, chọn mục tiêu. Nhưng mà mấy con này thì nó lại giống trong Digimon ha. Con này giống như trong Digimon, anh em nào mà ngày xưa coi phim hình Digimon chắc anh em sẽ biết. Đây mình sẽ bắt con này, tỷ lệ bắt là 100%. Game rất là hay nè. Đó, mình sẽ bắt thú nè. Thì đây nó sẽ bắt bằng cái cục này ha. Anh em có thể thấy rất là đơn giản. Thời gian đầu thì con này con khởi đầu của mình thôi. Đó, level 1, 16 cái chỉ số gì đây nè. Một cái kiếm và kinh nghiệm. Game này là game mobile em nhé, 6.000 đồng, giá 6.000 thôi. Còn nếu muốn mod thì lên web tải mod. Nhưng mà nói chung là mod thì nó vào server, nhưng là server không có chính thức hay sao á. Còn chơi bản quyền thì vô cái server lớn, server gốc của cái game. Sau đó thì anh em có thể đấu giải, đánh xếp hạng, rất là nhiều thứ ha. Đây mình có thể bỏ cái này lên để đánh chung với mình. Mình có thể bỏ vũ khí lên đây. Sell. Cái tương tác các kiểu thì nó rất là đơn giản. Di chuyển, ok, hình ảnh cũng đẹp, cốt truyện ok. Có một điểm dở là game này nó không có tiếng Việt. Thì cái đó thì nó cũng chịu thôi anh em. Mình cũng không thể lúc nào cũng có tiếng Việt đâu ha. Game hay là được. Là mấy con game này thực ra là nội dung cũng bình thường rồi. Chủ yếu là chơi là bắt quái á, săn quái săn đồ á, khám phá là chính thôi ha. Đây, monster nè, fin nè. Mình chạy nè. Mình mặc đồ giống Noel quá vậy. Waifu nè. Ủa waifu zombie vậy? Waifu chân thưa. Đẹp quá anh em, waifu đẹp không? Nó đấm waifu kìa. Mình bây giờ mình sẽ skill display, có skill nè. Ok. Rồi. Mình đánh nó thử nhé. Đọc đây là đọc chỉ số. Thức tỉnh nè, Mastery nè, phát triển nè, Potion nè, các kiểu. Đó. Rồi, đánh. Con rồng này rồng độc anh em, rồng vàng nhưng phun độc. Đây đổi qua nhân vật nữ đẹp thế. Tên bâu, xét làm choáng 250. Mình attack đi. Attack gây đam. Đó, nhân vật cu teo anh em. Ok. Chém. Game này nếu anh em mua bản gốc thì mình ưu tiên nha. 6.000 thì nó quá rẻ. Chưa được ly nước ngọt nữa. Làm choáng nè. Xét làm choáng. Đó, nó bị stun nè, thấy không? Sau đó thì mình attack hoặc là cái con này như nó không cho mình bắt hay sao? Con này nó tính là quái bự rồi, nó không cho mình bắt. Attack một lần nữa. Chém. Rồi. Rất là đơn giản ha. Rồi anh em chơi anh em tự trải nghiệm nha. Mình giới thiệu nhanh cho anh em thôi. Mà còn nói thiệt là con game hay. Đẹp gái quá. Mấy cái nhân vật sau đẹp hơn, mấy nhân vật sau mà lem nó game này nó cũng hơi xu hướng 16 cộng á. Không có bỏm, không có này kia, nhưng mà nhân vật đẹp với lại là còng vút anh em, mặc đồ váy ngắn các kiểu. Nó xếp forward nhé. Ok chưa? Rồi nha. Rồi hẹn gặp lại anh em trong các video sau, hy vọng anh em thích cái tựa game này. Bye anh em.